Cũng có quen bạn trai nhưng mà nó bị vô tâm á chị Tường. Chứ trong cái trường hợp là thương em, không quan tâm con em. Chỉ là quan tâm là chỉ lúc đầu đi, lúc sau cái bắt đầu mình quen được rồi chứ là không còn quan tâm nữa. Đúng rồi. Thí dụ như mình về chung một nhà á, cái người giữ tiền á là ai? Từ nãy giờ cái chuyện quan trọng không hỏi. Thì như chắc cái việc này thì phải để sau mới nói được cái điều đó. Em chỉ muốn anh trả lời ngay bây giờ. Thì anh cũng rất là khó trả lời. Sao đâu có trả lời, trong đầu mình suy nghĩ là thí dụ mình lấy vợ thì mình ở với vợ, hay là hồi trước anh ở với vợ anh, ai giữ tiền? Đôi khi thì người đàn ông giữ tiền cũng tốt. Rồi, chào anh. Nãy giờ ngồi đợi lâu không? Bình thường thôi. Cái gì cũng bình thường hết. Có hồi hộp chờ đợi bạn nữ hôm nay xuất hiện không? Có. Tưởng đâu nói bình thường luôn chứ. Đợi 30 giây nữa nha, tôi sẽ ra dẫn bạn ấy vào nha. Mời em gái. Bây giờ thì các bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Ok, bây giờ mời hai bạn hãy giới thiệu về mình. Anh sẽ giới thiệu trước. Chào Cát Tường, xinh đẹp. Chào chương trình, chào bạn gái. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Trương Văn Trung, sinh năm 1972. Hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố biển Vũng Tàu. Nghề nghiệp kinh doanh tự do. Cụ thể là mình kinh doanh về cái gì anh? Xe đạp và xe đạp điện. Mình có một cái cửa hàng. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Thị Bảo Trân, 33 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng tại khu công nghiệp Tân Bình. Dạ, em ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn luôn. Anh có ngại vì gì về cái khoảng cách này không? Trung cũng không ngại lắm, bởi vì mình ngồi 2 tiếng xe đồng hồ thôi là xe sẽ tới nơi. Yeah. Khách ở Sài Gòn người ta cũng đi xuống Vũng Tàu tắm biển nhiều cả. Lâu lâu lên thăm bạn gái, rồi lâu lâu mời bạn gái xuống đi tắm rồi, biển đúng không? Không có vấn đề gì chuyện đó. Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Cái điểm mạnh thì mình có rất nhiều cái điểm mạnh. Ví dụ như sống hòa đồng, vui vẻ, chút về cái năng khiếu và khéo tay, có những sở thích, những cái đam mê của mình nó về ca nhạc, thường thường hay hát karaoke và chơi thể thao. Thì nói chung là sức khỏe tốt, có thể thao, công việc cũng... Còn về cái điểm yếu thì lúc còn trẻ thì tính khí nó có hơi nóng một chút, nhưng không cả ràm mà cũng không có để bụng. Rồi là một cái điểm yếu nữa là thí dụ công việc và kinh doanh mua bán thì mình hay đưa ra những cái quyết định nó rất là nhanh. Rồi sau đó mình kiểm tra thì có thể là mình bị mắc một chút thì nó thiệt thòi trong cái việc đó. Thì những cái đó thì mình cải thiện được chứ không có vấn đề gì. Còn đặc biệt là mình không có rượu chè hoặc là trai gái hoặc cái gì hết. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á là em biết nấu ăn. Nói chung là em siêng năng, ở nhà thì em hay dọn dẹp, biết ca hát, em rất là hòa đồng. Có chương trình nào của công ty là em được tham gia hết. Còn điểm yếu của em á là em hơi khó tính chút xíu. Giống như là ai mà ở chung với em á mà không có sạch sẽ, không có gọn gàng thì nói chung là em không có thích. Ví dụ em nói mà cải thiện được thì em không sao, nhưng mà nếu mà không được thì nói chung là em không thích. Bây giờ có thể tham gia biểu gì đó, gọi là tặng ảnh, đặng chương trình một cái bài hát gì đó mà em yêu thích cho cái chương trình đó. Nó vui lên, nó sớm lên. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu như không còn gì để vun vấn, người hãy quên em đi, đừng bận tâm chi nữa. Không còn gì để ước mơ, vì tình yêu ta đã chẳng lâu bền. Hãy xem như mình kết thúc êm đềm. Trời ơi, cái gì mà mới gặp nhau mà hãy quên em đi rồi kết thúc êm đềm vậy trời. Thiệt tình, cái này mà ai tin phong thủy là thấy phong thủy không có tốt rồi đó. Cái nội dung của bài hát nó không có liên quan gì đến về tình trường. Anh bao nhiêu tuổi? Năm 30 tuổi là mình đã lập gia đình, kéo dài trong 17 năm. 17 năm? 17 và hoàn toàn đổ vỡ về cách đây là hơn 1 năm. Đã được 2 cháu, cháu lớn năm nay 15 tuổi và một cháu là 7 tuổi. Hiện tại là mình đang nuôi 2 cháu. Nhưng mà hiện tại anh với vợ cũ của anh có còn liên hệ gì với nhau không? Không. Hiện tại thì cô đã theo người đàn ông khác và đã có con với người khác của người ta rồi. Thì em cảm nhận như thế nào? Có ngại khi mà tiến tới với một người đã từng đổ vỡ, một người đàn ông đã trưởng thành hơn mình rất là nhiều, có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình? Cái đó là em cũng cần. Nhưng mà quan trọng là ảnh có biết mà sống với gia đình em, rồi em sẽ sống tốt với gia đình ảnh. Nói chung thì em cũng khai thiệt với chị Cát Tường là em cũng đã một lần đổ vỡ. Vậy hả? Dạ.
Mình có cháu nào chưa? Dạ có, con của em năm nay được 8 tuổi rồi. Ở với ai? À, dạ ở với mẹ em với em. Ở với mẹ em với em. Hôn nhân đó là được bao lâu? Lấy chồng năm 23 tuổi thì hôn nhân của em được 5 năm. Đến bây giờ thì cũng có quen bạn trai nhưng mà nó bị vô tâm á chị Tường. Chứ trong cái trường hợp là thương em, không quan tâm con em. Chỉ điều quan tâm là chỉ lúc đầu đi, lúc sau cái bắt đầu mình quen được rồi chứ là không còn quan tâm nữa, giống như là bị mất đi cái cảm giác là em. Mà nếu như bây giờ em tiến thêm một bước nữa thì con em sẽ như thế nào? À, nếu mà em tiến thêm bước nữa là con em phải ở với em. Anh suy nghĩ như thế nào vậy? Đối với anh thì đối với con nít thì anh rất là yêu thương chúng. Anh không phân biệt nó là con của ai cả. Kể cả những con hàng xóm sang nhà anh cho anh gặp con nít là anh rất là quý chúng nó. Cho nên cái chuyện đó thì nó không quan trọng lắm. Thương mẹ thì phải thương cả con. Chúng ta đều là những người đã gãy đổ thì chúng ta sẽ có những cái sự cảm thông cho đối phương. Nếu thật sự ta yêu thương một ai đó thì chắc chắn cái gì cũng được hết á. À, bạn mong muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Anh ấy phải có công việc ổn định. Thứ hai á là anh ấy phải có nhà. Để có thể sau này á là một gia đình mình sống nó không có bị mà giống như là lênh đênh quá. Đúng rồi, an cư thì mới dạ, lạc an nghiệp. Cư lạc nghiệp. Tiêu chí của em là vậy. À, anh đang sống là với hai con anh thôi hay còn với ba mẹ gì nữa không? À, có mẹ nữa, mẹ. Gia đình thì có bốn anh chị em thì bây giờ là anh là con trưởng, mẹ hiện tại là ở với anh. Thế em có ngại đi lấy chồng xa không? Không ngại là nhưng mà vấn đề là quen một tuần anh có thể gặp em được mấy lần, thí dụ quen nhau mà một tuần anh gặp em một lần chắc em chắc không được, tại vì em cần cái sự quan tâm. Cái ý nguyện vọng của em muốn một tuần gặp mấy lần? Ít nhất cũng 3 lần. Trời ơi, anh dọn anh ở luôn với cổ đi. Cái này thì anh thấy khó rồi, bởi vì thực tế thí dụ như anh bây giờ cái cửa hàng là anh mở cửa ra là phải sáng đến tối. Anh không đi được, anh phải bán hàng. Nếu mà có quen, có hẹn hò thì có thể là một tuần hoặc một nửa tháng mới được một lần chứ. Bởi vì cái thời nó cũng mình phải còn phải phụ thuộc vào công việc nữa. Mình có thể nào rút ngắn cái thời gian tìm hiểu lại? Em thì cũng không có thời gian nhiều, tại vì ban ngày em phải đi làm, ban đêm cũng phải đi học thêm. Em học gì nữa? Dạ em học tiếng Anh á. Nên thích giờ một tuần em chứ phải là em rảnh được 3 ngày trong tuần với lại thứ bảy chủ nhật. Nếu mà được vậy thì đó. Rồi thôi, cái này thì các bạn sẽ khi nào gặp nhau thì mình sẽ trao đổi trực tiếp với nhau hơn. Mình nhìn mặt nhau mà có cảm xúc mình dễ chia sẻ đúng không? Chị Tường nghĩ là nếu như mà mình thích rồi cỡ nào cũng được hết. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Đừng có ốm quá, nói chung là nhìn cũng được trai chút xíu. Tuổi tác không quan trọng nhưng mà quan trọng anh đấy có tâm chút xíu. Tâm là ai cũng có mà cỡ tâm có tầm hay không thôi. Về ngoại hình? Cao 1m65 trở lên thì được, mặt mũi thì sáng sủa. Trời ơi, cái gì vậy sao mà nhận ra được? Tấm hình này là chụp năm 1993 đúng không ạ? Nguyên một đại đội năm 1993. Anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chung là tâm lý của đàn ông thì ai cũng thích trẻ đẹp. Nếu mà đẹp như Cát Tường thì là cái tốt quá. Còn không thì như siêu black thì cũng không vấn đề. Siêu black cũng không vấn đề. Cái quan trọng nhất là trong cuộc sống là biết chia sẻ. Quan trọng là cái tính cách. Em hãy cho anh một vài cái gợi ý. Là mũi cao, có nụ cười tươi. Có nụ cười tươi. Tiếp. Lông mi dài. Còn anh hãy cho cô ấy ba cái gợi ý. Tấm hình đó thì cách đây nó mấy chục năm rồi. Bây giờ nó hoàn toàn khác. Nói chung là cũng người cũng không cao lắm. Một mét sáu mươi tám. 1m68. Người thì cũng không có mập. Rồi ráng kiếm đi hai bạn. 30 giây tìm kiếm trong vô vọng. Rồi đâu, cổ đâu? Hay quá. Đâu rồi, coi. Đây hả? Bây giờ ai đoán sai là sẽ bị nhéo lỗ mũi nha. Thì đối phương nhéo lỗ mũi, đồng ý không? Được. Rồi được. Mở cửa trái tim. Xin mời hai bạn hãy nhìn xem cái cảm giác, cái giác quan của chúng ta hôm nay có đúng hay là không. Ai sai tự động đưa cái mặt qua trái tim này cho người ta vuốt lỗ mũi. Lỗ mũi cao hả? Lỗ mũi cao hả? Lỗ mũi cao là vuốt luôn cho nó xẹp. Đúng không anh? Chắc đúng rồi. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ anh chỉ cho cô coi anh là ai. Anh là ai trong này? Hả? Cất lớp rồi đây nè, cô đoán anh là anh này nè. Anh đó thì thấp lắm. Thấp lắm. Anh đó chỉ có 1m5 mấy thôi. Đây, ảnh đây. Để coi. Trời ơi trời. Không có nhận ra được. Cách đây 30 năm rồi. Đưa lỗ mũi qua đi cưng. Có chơi có chịu cưng ơi.
Rồi, tặng quà kìa, tặng quà, tặng quà. Rồi, đến với chương trình, em có bó hoa gửi tặng em. Chúc em luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ như ngày hôm nay. Em là cô gái xinh đẹp. Và ngày hôm nay, chương trình đã chuẩn bị sẵn cho hai bạn những món ăn rất là đặc biệt. Đây là một phần combo set chính bán cực kỳ chạy của No Food, ship thức ăn nhanh. Trọn set là gồm có mật gà thóc mật ong nè, cộng với kimbap truyền thống nè, cộng với trứng cuộn ngũ sắc. Ăn rất là no, phần ăn này ăn no dành cho cả hai người luôn. Nhưng mà giá thì rất là sinh viên. Nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa các đường sẽ quay lại. Thí dụ như hồi nãy anh nói là anh có hai đứa con. Lớn chưa? Em không nghe rõ. Cháu lớn là anh hai đứa con trai. Cháu lớn năm nay 15 tuổi và một đứa lớp 7 tuổi. Hiện giờ là anh coi cái cửa hàng ở ngoài đó. Cửa hàng thì anh đang ở cửa hàng luôn. Vừa ở đó là phải vừa hoạt động kinh doanh và vừa là còn là cái nhà thì mình phải cho thuê. Hiện tại thì anh cũng đang có một cái sạp mà trước chỗ mà hồi xưa vợ đang bán ở ngoài chợ. Cái sạp đó giờ ai coi anh? Thì anh cũng đang cho thuê luôn. Rồi thí dụ như mà mình quen nhau á, rồi mình gặp nhau sao? Còn mà muốn 2-3 lần thì anh thấy cũng hơi khó. Bởi vì em biết là em cũng phải đi làm, anh cũng phải làm. Cái việc này có thể là anh nghĩ thì cái thời gian ở trên này thì nó cũng không có nhiều để mình có thể sắp xếp được cái việc đó. Vậy là em là con gái hay con trai? Dạ em cũng có hai con trai đang ở với em nuôi. Nói chung là xa quá rồi, em thì em chỉ muốn người đàn ông của em á là phải ở bên cạnh. Không phải là cần nhất thiết ở bên cạnh, nhưng mà ý là phải có thể như ghé thăm em hoặc dẫn em đi chơi thường xuyên, chứ không phải là xa xôi vậy rồi sao mình đi chơi. Thì nói chung cái đó thì ai cũng muốn, anh cũng thế à. Mà nhiều khi nói chung cũng khó thể nói được. Dù sao cho nữa thì mình phải có những cái thời gian để mình mới sắp xếp. Em có đi Vũng Tàu không? Dạ, lâu lâu như công ty tổ chức mới đi thôi chứ không có thường xuống dưới. Anh thì Sài Gòn thì nói chung là anh cũng hồi xưa anh sống ở đây cũng là gần 10 năm rồi. Hồi xưa anh làm bên nội thất. Bây giờ anh quay về anh kinh doanh, buôn bán. Vậy một tuần anh gặp em một lần được không? Một tuần một lần. Chắc không? Còn nếu như mà thí dụ như mà cảm thấy cái tình cảm nó tới á, mà nó đủ á, thì có thể là mình về một chung một nhà luôn, vấn đề không có chứ. Cái này thì anh nghĩ là cái hoạch định cho sau cái cuộc gặp. Còn bữa hôm nay thì mình chưa thể nói lên được điều gì đúng không? Đi cho nhau những cơ hội đi, rồi thí dụ mình ngồi uống cà phê hoặc xem phim cái đó thì mình nói chuyện nó dễ hơn đúng không? Thí dụ như hôm nay mình bấm nút đây đợi thì tuần sau mình mới được gặp nhau. Các Tường đã quay trở lại. Sao anh nãy giờ có ăn không hay là nạp tâm sự không ạ? Thời gian thì nó có rất là ít ở trên chương trình này để mà nói ra được cái gì cho người bạn gái người ta hiểu thì chắc là hơi khó. Bây giờ Tường sẽ có những cái yêu cầu trên đây. Hai bạn hãy bốc, mình trúng bốc thăm trúng cái yêu cầu gì thì mình sẽ yêu cầu đối phương thực hiện cái điều mà trong chương trình đề ra. Mời anh. Anh lấy cái đỏ anh. Hãy đọc lớn cho cô ấy nghe. Nụ hôn đầu của em là năm bao nhiêu tuổi và ở đâu? Đừng nói tôi quên nụ hôn đầu rồi nha. Ở năm 18 tuổi. Ở trên quận nhất á, lúc đó là đi coi bắn pháo bông á. À hôn ngoài đường. Coi bắn pháo bông là hôn nhau ngoài đường. Ai biết đâu được. Nhiều khi đi coi bắn pháo bông rồi rủ nhau đi đâu đó hôn rồi sao, đúng không? Rồi mời em. Nói một điểm bạn không thích ở đối phương. Nói thật lòng nha, ở đây là trò chơi thật lòng. Nãy giờ anh tiếp xúc với cổ và nhìn cổ trực tiếp rồi. Hãy nói là cái điều gì ở cổ mà anh không thích. Không có được giận. Dạ. Chắc không có rồi. Không có thì bây giờ tới cổ nói được không? Được. Em hãy nói một điểm nào ở ảnh mà em không thích. Em không thích tóc của ảnh á. Sao vậy chứ em thích tóc làm sao? Phải có tóc. Anh là đầu tóc gọn gàng. Một tuần là một hớt một lần. Một anh tuần có tóc mà lần. Nhưng mà ảnh cạo em. Nhưng ảnh đâu có bị hói đâu nè. Tóc chân tóc rất là đầy luôn. Tóc rất là nhanh tốt. Thậm chí là 10 ngày là hớt một lần. Nếu bây giờ mà không cảm thấy mà không thích thì là một tháng hớt một lần. Chớ thì nó sẽ dài thôi. Không tóc phải nhưng mà tại sao anh không để tóc mà anh lại cạo đầu á? Nó tốt ra thì nó cứ bù xù nhìn nó rất là khó chịu. Bây giờ để tóc lại được không? Để thì không vấn đề gì đâu. Để tóc thì chuyện nhỏ thôi. Tóc mà chừng nào không có tóc mình mới lo này, có tóc mọc ra được không sao cả. Giờ thì là cái giây phút quan trọng nhất, Tường muốn là hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Nhưng bây giờ là cái giây phút Tường muốn là hai bạn hãy nói thật cho đối phương nghe. Cho em hỏi ảnh một câu. Thí dụ như mình về chung một nhà, cái người giữ tiền á là ai? Từ nãy giờ cái chuyện quan trọng không hỏi.
Thì như chắc cái việc này thì phải để sau mới nói được cái điều đó. Em chỉ muốn anh trả lời ngay bây giờ. Anh cũng rất là khó trả lời. Sao đâu có trả lời, trong đầu mình suy nghĩ là thí dụ mình lấy vợ thì mình ở với vợ, hay là hồi trước anh ở với vợ anh, ai giữ tiền? Đôi khi thì người đàn ông giữ tiền cũng tốt, mà nhiều lúc thì phụ nữ giữ tiền cũng tốt. Đúng, có đôi khi bây giờ trong đầu anh mong muốn thực tế là thực tế, khi nào tới thực tế mới biết. Nhưng trong đầu mình luôn luôn có những cái suy nghĩ và sắp đặt cho cuộc đời mình. Vấn đề này bây giờ nếu mà nói ra mà không làm thì nó cũng kỳ lắm. Thì anh cứ trả lời là anh sẽ là người quản lý, bởi vì anh thấy là anh quản lý kinh tế tốt hơn. Nghĩ sao mình nói vậy thôi. Còn đó cũng là một cách trả lời của ảnh, tùy em suy nghĩ thôi nha. Rồi nhắm mắt lại và đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nếu đồng ý thì sau 3 tiếng đếm ta bấm thật mạnh vào cái nút. Nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian, không ai bấm nút cả. Thế anh, lý do tại sao anh không bấm? Bạn gái có nói là phải một tuần lên thăm tới 1 tới 2 3 lần. Thì cái khả năng đó thì anh không thể đi được, không làm được. Thứ nhất, cái quãng đường rất là xa. Mỗi một lần đi Sài Gòn, thậm chí hôm nay là anh say xe, say nặng xe luôn. Là cái khoảng thời gian đó là nó không thể cho phép mình làm được nó. Thứ hai là bây giờ mình cái trụ cột trong gia đình để nuôi các con. Cho nên là mình không vì một cái gì đó. Tất nhiên là tình cảm, tình yêu thì mình vẫn có thể là tìm kiếm, nhưng mà nó xa xôi quá, đôi lúc cũng có những cái nó rất là bất tiện. Mỗi người có một cái hoàn cảnh. Rồi, còn em, tại sao em không là bấm nút? Em cảm nhận được á, ảnh chưa có thật sự giống như là muốn một cái gì đó để ảnh chia sẻ. Giống như ảnh muốn vợ nhưng mà ảnh chưa muốn thật sự chia sẻ cái chuyện riêng, cái chuyện gia đình của ảnh, cá nhân của ảnh. Đó là cảm nhận của hai bạn. Thì chương trình cũng rất là tôn trọng cái quyết định của mình ha. Mời hai bạn. Rồi, thật ra thì Cát Tường cũng hơi tiếc. Và hai bạn vẫn sẽ còn có một cơ hội tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline. Xin gửi tặng hai bạn. Đến đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể tìm kiếm một nửa yêu thương của mình thêm một lần nữa. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa xin phép được tạm dừng tại đây. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình vào khung giờ quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ các tường xin chào và hẹn gặp lại.